Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh của Thế Giới Máy. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn máy thái chuối đa năng Takeo 1800. Máy sử dụng động cơ 1.5 kW 100% gia đồng, được lỗi bảo hành 1-1 trong 12 tháng. Máy có bánh xe rất là tiện di chuyển và CB chống giật. Bây giờ tôi sẽ test cách mở nắp ra để cho xuống dưới ao hồ hoặc là cho cá ăn. Và đây là sản phẩm của chúng ta. Nếu các bạn muốn băm nhỏ hơn để cho gà vịt nhỏ ăn thì chúng ta có thể băm lại lần thứ hai. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy liên hệ với số điện thoại bên dưới video hoặc trên trang web thegioimay.vn. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Bà con đừng quên nhấn nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và đồng thời nhấn nút chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải một video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.